Vương ừ, Thế Giới Từ Sa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Tiếp nối cuốn video vào ngày thứ bảy, tức là ngày hôm qua đấy ạ, Thế Giới Từ Sa xin giới thiệu quý vị và các bạn 9 mẫu ấm từ xa dung tích nhỏ dành cho quý vị và các bạn độc ẩm. Và trong cái video ngày hôm qua á, có 5 mẫu ấm từ xa dùng chất đất chu sần nguyên khoáng hạt to được rất nhiều quý vị và các bạn trên toàn quốc yêu mến ủng hộ thích thú đối với cái chất đất tuyệt vời này vâng. đó là lô ấm tử xa mà thế giới từ xa đặt riêng của trung tâm nghiên cứu gốm cổ Kiệt Hồ một trung tâm quy tụ rất nhiều các nghệ nhân nổi tiếng già tuổi nhằm duy trì phát triển gốm cổ của Trung Hoa và hôm nay thế giới từ xa lên một video nho nhỏ, nhỏ nói về cái câu chuyện đặt hàng riêng của trung tâm gốm cổ Kiệt Hồ. Vâng. Vâng thưa quý vị và các bạn. Thế giới từ xa có đặt trung tâm nghiên cứu gốm cổ Kiệt Hồ. 5 mẫu ấm. 5 mẫu ấm cùng một dáng. Vâng. Mà video ngày hôm qua có giới thiệu với quý vị đó là chiếc ấm dáng trụ sở tập ngọc và họa tiết đều là tùng hạc diên niên đắp một chú hạc bằng vàng 24k rất to lủi gờ lên đậu trên một cái cành tùng vâng đây là một cái dáng ấm cổ mà chúng tôi rất thích đặc biệt cái họa tiết thì là rất ý nghĩa vâng hạc lập có nghĩa là uh, một cái họa tiết nói đến sự trường tồn nói đến sự vĩnh cửu vâng một chú uh, hạc đậu trên một cái cành tùng và đây là một cái mẫu ấm mà shop thế giới từ xa đặt của trung tâm bốn chiếc thưa quý vị bốn chiếc và có những cái thí nghiệm nho nhỏ có hai chiếc là có cái họa tiết là bọc cái phần vàng ở trên viền nắp và hai chiếc là không bọc cái gì cả và chúng tôi có thí nghiệm nhờ trung tâm lung ấm ở hai nhiệt độ khác nhau thưa quý vị và ở một cái nhiệt độ mà bình thường tất cả những mẫu ấm từ xa đều đạt tiêu chuẩn vâng về độ ngon của trà về màu sắc của ấm đó là khoảng 1100 80 độ C thì chúng tôi lung hai chiếc ấm đó thì được một tác phẩm đây là tác phẩm này hoàn thiện 100 và một chiếc thì hỏng vỡ vỡ lứt thưa quý vị và ở cái nhiệt độ 1250 độ C tức là tăng nhiệt độ lên ạ thì có một cái gam màu quý vị có thấy đẹp hơn không ạ? Gam màu đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì nó có độ thâm trầm của đất xuống. Đấy, quý vị hãy cảm nhận. Hai chiếc ấm. Nhiệt độ lung cao hơn đấy ạ, 1250 độ. Thì nó tạo thành một cái chất đất nó có cái lên một cái gam màu gần như là hỏa biến nhưng mà hỏa biến một phần, và Họ biến một phần ở cái phần bên uh, chú Hạc Lập đấy và đất nổi lên một cái gam màu cũng như là hạt khoáng thì nổi to lên rất nhiều ấm đẹp lên rất nhiều. Tuy nhiên, thưa quý vị, chiếc này đặt hai chiếc thì lung hỏng một, chiếc này đặt hai chiếc đặt hai chiếc được cái gam màu tuyệt đẹp thế này. Thì lại có một cái phần lỗi đây ạ. Đó là cái phần lứt ở bên trong. Ở bên trong cái lắp ấm đây. Bên trong này thì không sao. Tức là dùng thì vẫn bình thường thưa quý vị và các bạn. Dùng thì vẫn bình thường không sao cả mà nếu mà vào tay chúng tôi chúng tôi sẽ thuê thợ hàn bạc lên cái phần này hàn kín lên để tạo thành một cái họa tiết mới vừa bền đẹp vừa chắc chắn mà ấm từ xa có thêm chút bạc nữa thì lại càng tuyệt vời Đấy, sẽ hàn bạc nhúng bạc vào đây và những cái khe lứt này chỉ khoảng 3 đến 500 ngàn là xong cái phần nắp này và thưa quý vị và các bạn tất cả các tài liệu về lung ấm từ xa thì không nói đến hoặc rất ít nói đến tôi chưa đọc được một cái tài liệu nào nói đến cái nhiệt độ lung của ấm từ xa chất đất chu sần nguyên khoáng hà to mà cái nhiệt độ lung hỏng nhiều nhất trên ấm từ xa đó là chất đất tiểu môi diêu tức là độ co ngót của chất đất tiểu môi diêu nó khoảng 30% khi lung ở 1180 độ C và 30% có nghĩa là 10 chiếc ấm Quý vị lung xong Thì chỉ lấy được 7 Hỏng 3 Đấy là cái quy luật bình thường nhất Nhưng mà 7 cái đấy cũng không hoàn thiện được 100% sẽ lại loại đi Nhưng đối với chất đất chu sần nguyên khoáng hạt to Do các cái hạt khoáng to miên man Thì độ kết dính sẽ rất là lớn À rất là kém Càng khoáng to thì độ kết dính càng kém Đấy chúng ta uống ngon của trà thì có chúng ta thấy độ đẹp của chất đất thì có độ hiếm của sản phẩm thì có nhưng mà khi lung thì hỏng rất nhiều cho nên vì sao giá thành của những chiếc ấm chu sần nguyên khoáng hà to đất xịn ấy, giá thành rất là đắt bởi vì lung hỏng và xưởng sẽ tính tiền cả những cái phần mà shop thế giới từ xa đặt ví dụ chúng tôi đặt 4 chiếc chỉ lung được hai thôi được hai như một chiếc hoàn thiện 100% như chiếc này thì lứt này chúng tôi vẫn phải nhận và vẫn phải bị tính tiền đấy là vì lý do vì sao những chiếc ấm đất chu sần nguyên khoáng hạt to hỏng rất nhiều nếu tính theo tỷ lệ đạt thành phẩm như này thì chưa được tỷ lệ chưa được 50 đặt bốn chiếc lung được hai chiếc mà lại một chiếc bị lứt ở cái phần uh, lắp ấm này thì tỷ lệ đạt chỉ khoảng uh, 30 phần trăm thưa quý vị 30 phần trăm có nghĩa là lung 10 chiếc lung 10 chiếc ấm chỉ đạt được 3 chiếc ấm là thành phẩm thế mới nói là nghề chơi nó lắm công phu vâng tỷ lệ thì đạt được khoảng 30 phần trăm thôi ạ và chiếc ấm thưa quý vị chiếc ấm mà có cái phần lứt này ấy, xót thế giới từ xa có duy nhất một tác phẩm và cũng hữu duyên luôn cùng với quý vị và các bạn quý vị nào mà cầu kỳ cần bọc thêm bạc hoặc nhúng bạc để cho nó lấp đi cái phần lứt này shop thế giới từ xa sẽ cho địa chỉ và giá sẽ khoảng từ 3 đến 500 ngàn là hoàn thiện một tác phẩm và đương nhiên tác phẩm này sẽ là độc đáo duy nhất ở Việt Nam không ở đâu có cả và tác phẩm này thế giới từ xa sẽ giảm 50% so với giá của tác phẩm hoàn thiện vâng 8 triệu 9 giảm 50 còn 4 triệu rưỡi 4 triệu rưỡi Đấy. 4 triệu rưỡi quý vị thì cần bỏ thêm 3 300 ngàn nữa quý vị chúng tôi sẽ cho địa chỉ để quý vị gửi thẳng cái lắp này hoặc là chúng tôi sẽ gửi hộ quý vị cũng được đến cái địa chỉ sửa ấm người ta sẽ nhúng bạc vào đây Đấy, xong người ta người ta sẽ bọc thêm một cái viền bạc ở dưới đáy nữa thì tuyệt vời. Công năng vẫn hoàn thiện, một chiếc ấm vẫn lọc tổ ong 188 lỗ. Mà đặc biệt chiếc này đã lên màu hỏa biến. Cực đẹp. Đây quý vị so sánh hai chiếc này. Đẹp hơn rất nhiều. Đấy. Và thưa quý vị, cũng là một chiếc ấm từ xa chất đất chu sần nguyên khoáng Hà To. Lung ở 1250 độ C để lấy màu hỏa biến một phần ở đây nó có những mảng màu sáng và tối đó là chúng tôi muốn tạo điểm nhấn của tác phẩm một chiếc ấm dáng ấm thạch biểu cũng của trung tâm nghiên cứu gốm cổ Trên đất chu sần vâng chiếc này lọc 14 bốn lỗ Họ tí bên phải là một đôi chim sẻ đậu một cành hoa mẫu đơn và một cành mai. Bên trái, bên trái là chữ thư pháp đắp lỗi. Ấm của trung tâm nghiên cứu gốm cổ. Chất đất chu sần nguyên khoáng hạt to. 350 ml giá 7 ,9 triệu 9. Và tác phẩm số 4. Đó là tác phẩm duy nhất mà trong lô 30 ấm của trung tâm. Đẹp ngỡ ngàng không ạ? Một chiếc ấm từ xa chất đất hắc lê nguyên khoáng hạt to thưa quý vị. Vẫn là lối làm đất theo lối cổ của những đời nhà Minh và đời nhà Thanh. hạt khoáng phải đến 60 đến 70 phần trăm và hạt khoáng rất to đẹp miên man đây là tác phẩm chất đất hắc lê nguyên khoáng duy nhất của trung tâm làm cho shop thế giới từ xa và đương nhiên rồi chúng tôi mà duy nhất thì quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy ở đâu cả một độc bản và họa tiết cũng rất là lạ, vâng một đôi chim chĩ đậu trên một cái cành nho thường thì chim chĩ sẽ đậu trên một cái cành mai hoặc là một cái cành hoa mẫu đơn nhưng đây là một đôi chim chĩ đậu trên một cái họa tiết là một cái cây nho rất sai quả và khoảng thì không phải bàn rồi Đấy, quý vị nhìn bên trái trơn này mới cảm nhận được độ khóa của sản phẩm. Đối với chất đất hắc lê nguyên khoáng hạt to thì đây là chữ ấm đầu tiên so thế giới từ xa nhập về. Với chất khoáng kim sa rất đẹp. Rất hiếm thưa quý vị. Chiếc này chúng tôi muốn đặt để cho quý vị và các bạn sử dụng cho nên là làm lọc tổ ong 188 lỗ để mục đích để nước khỏe và không bị tắc trà, chất đất thì quá đỉnh, giang ấm lăng hoa cổ. Đây, thưa quý vị một chiếc chén mới, một chiếc chén mới làm cũng chất đất nguyên khoáng. Nhưng mà quý vị hãy cảm nhận về màu sắc ạ, à? không thể bao giờ bằng được không thể bằng bao giờ không thể bằng được những chữ ấm mà dùng đất cũ đất cổ Đấy. chỉ có màu đen thôi nhưng mà không thể bóng không thể xuống màu được vì thời gian nó là một thứ không ai có thể làm giả được thời gian thưa quý vị một cái ten màu nó đã xuống màu rồi thì không ai làm giả được làm giả kiểu gì cũng bị phát hiện một cái chiếc chén mới làm đây và một chiếc ấm dùng đất cũ. Đất cổ ngày xưa đây. Chỉ có khoáng thì có khá bằng khá là giống nhau thôi. Nhưng mà khoáng đây là không có khoáng kim sa. Vâng. Không thể trách được bởi vì những chiếc chén thì người ta ít rất ít đầu tư tiền bạc để làm những chiếc chén đẹp lắm. Rất khó. Một chiếc chén như thế này dung tích 60 ml chúng tôi bán 90 000 90 000 một chiếc này. Và không thể đòi hỏi được chiếc chén mới làm mà lại giống được những chiếc ấm dùng đất cũ được. Nhưng tuy vậy nó cũng khá là đồng đều. Khá đồng đều vẫn khá là hợp. Hả? Chiếc ấm 270 ml 5 triệu 8. Chén 60 ml 90.000 một chén Bộ này thì lên ghép với 5 chén thì đẹp Nếu mà cầu kỳ hơn sẽ ghép thêm một chén chủ Dung tích 200ml Bách phúc 100 chữ phúc Cực kỳ đẹp Thưởng trà một mình hoặc thể hiện phong cách của chủ nhà Thì ghép thêm một chén chủ Tổng thể đó Một bộ ấm tính tiền riêng, chén tính tiền riêng. Ấm 5 triệu 8, chén 90.000 một chiếc. Chén chủ 200 ml 500 ngàn một chiếc. Vâng, tổng thể đấy ạ, chiếc hộp rất đẹp của trung tâm. Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật Thế giới từ xa chia sẻ với quý vị và các bạn một số uh, điều lý thú của cái đơn đặt hàng rất nhiều ấm đẹp của trung tâm nghiên cứu gốm cổ Kiệt Hồ. Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video và đồng hành cùng với thế giới từ xa trong rất nhiều năm qua. Mọi tư vấn, mua bán, giao dịch, trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số line 0917 828186 và chúng tôi ở Long Biên Hà Nội. Vâng, ngày chủ nhật cuối tuần. Cũng xin kính chúc tất cả các trà hữu trên toàn thế giới thật nhiều sức khỏe và an nhiên shop thế giới từ xa xin chào và hẹn gặp lại